Trân trọng kính chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội tiếp tục học bài theo chương trình cuộc đời Chúa cứu thế, và bây giờ chúng ta sẽ học tới bài 21 gia đình Herod. Tại sao bài này chúng ta phải học gia đình Herod? Bởi vì bối cảnh chính trị lúc bây giờ thì xứ Palestine thuộc về người La Mã, và hoàng đế La Mã tức là Caesar ở Roma là thủ đô của La Mã, nhưng mà tại Palestine thì có một cái vua chư hầu để cai trị cả cái khu vực Palestine, và nó có ảnh hưởng chính trị thời bây giờ, nó có ảnh hưởng tới tôn giáo, chi phối tôn giáo, và nó có ảnh hưởng tới chính cuộc đời của Chúa Giêsu, gia đình của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải học hiểu về bối cảnh văn hóa chính trị về thời Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu biết thêm về cuộc đời Chúa cứu thế và lý do tại sao mà Đức Chúa Trời đã đưa cái chương trình cứu rỗi của Ngài xuống đúng vào cái thời điểm mà bối cảnh chính trị lúc bấy giờ. Thì chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa bởi vì Ngài cho chúng con có cơ hội học lời Chúa với nhau. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng Ngài đóng trại xung quanh bảo vệ anh chị em của chúng con để chúng con nghe được lời của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng con truyền lệnh cho tất cả ác linh, uế linh và những linh ngăn trở không có quyền trên đời sống của chúng con, không có quyền ngăn trở trên đời sống của chúng con để nghe lời của Ngài. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài đến tự do hoạt động trên đời sống của chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúng con giao phó chính mình chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài và tin chắc Ngài đang dạy dỗ chúng con. Chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy gia đình Herod ở đây thì có bốn cái bức tranh, có một cái người đầu tiên và ba người nhỏ này. Thì ba người ở dưới này thì lần lượt chúng ta sẽ học về các nhân vật này. Đây là những thành viên ở trong gia đình của vua Herod chư hầu. Và trước khi bắt đầu bài học hôm nay thì xin chúng ta xem lại cái cảnh 4 phần mục lục, và chúng ta lấy bút đỏ tô đậm biên giới ba vùng Galilee, Bereo, và xem cảnh 7. Và cũng làm đúng như vậy, chúng ta tô đậm các vùng Judea màu đỏ và Galilee và Bereo màu xanh. Chúng ta đi học, chúng ta chuẩn bị hai cái bút để mà chúng ta có thể ghi đánh dấu trên bản đồ. Thì ở đây chúng ta, đây là cái cảnh 4, và chúng ta thấy rằng khu vực vùng Palestine, về xứ Palestine thời Chúa Giêsu này thì chúng ta đã học khá là kỹ ở bài học trước rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là chúng ta bản đồ xứ Palestine thì có hai vùng phía Bắc và phía Nam. Chúng ta thấy phía Bắc thì đây là cái biển hồ Galilee, còn dưới này phía Nam là biển chết, và nối giữa biển hồ Galilee và biển chết thì chúng ta thấy có một cái dòng sông, đó là sông Giô-đanh. Và chúng ta thấy tại sao cái này, cái tên gọi của cái biển này gọi là biển chết, tại vì cái hồ, cái sông Giô-đanh này nó chạy xuống cái biển này, và ở tại đây đây thì nó không có đường thoát ra, cho nên người ta gọi là biển chết, có đường vào mà không có biển ra, đường ra. Ở tại đây thì lượng muối rất là mặn, và khi xuống đây thì người có thể nổi trên mặt nước. Và chúng ta thấy ở phía Bắc thì biển hồ Galilee thì có vùng Galilee, và vùng Galilee này, trong vùng Galilee này chỉ có hai cái thành, có nhiều thành nhưng hai thành chúng ta lưu ý đó là thành Nazareth, nơi đây là năm chuẩn bị của Chúa Giêsu, và ở Capernaum là nơi mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ trong năm lực mến mộ. Và ở dưới này thì chúng ta thấy vùng này là vùng Judea. Cái vùng dưới này giáp với lại biển chết này là vùng Judea, và ở giữa cái vùng Galilee và vùng Judea đó là vùng Samaria, đối ngang với vùng Judea đây là vùng Bere. Và chúng ta thấy ở đây thì ở trên này đối ngang vùng Galilee sang bên tay phải của chúng ta thì đấy là vùng Iture, và ở giữa cái vùng Iture và cái vùng Bere này thì có, chúng ta thấy có cái vùng 10 thành Decapolis.
Thì ở đây thì trong cái thời của Chúa Giêsu thì vùng này đã được chia cho cái người Na Mã, và người Na Mã họ cai trị ở ngoài ngoài này, chỗ cái thuyền lớn đây là biển Địa Trung Hải, là biển rất là lớn. Thì ở trong cái vùng lãnh thổ này trong thời của Chúa Giêsu, người ta gọi xứ này là xứ Palestine, và xứ Palestine này thì là thuộc về hoàng đế Na Mã, đế quốc Na Mã. Và để mà cai trị thì hoàng đế Na Mã họ mới đặt ở đây một cái vua chư hầu gọi là vua chư hầu Herod, và hàng năm thì vua chư hầu Herod này phải lệ thuộc vào hoàng đế Na Mã và phải đóng thuế cho hoàng đế Na Mã. Thì vua chư hầu Herod nó không khác gì là một cái người đầy tớ của hoàng đế Na Mã, nhưng mà cai quản cái vùng này để cho nó về phương diện chính trị để dễ cai trị. Và người Na Mã họ đưa quân lính tới đây và để cai trị và để bảo vệ vua chư hầu Herod cùng với lại những người thâu thuế và những người Sadduce, những người tôn giáo ở tại nơi đây thời bấy giờ. Thì chúng ta thấy rằng hoàng đế vua thì vì dẹp được cái tại nơi đây, được giữ cho yên cái vùng Palestine này, cho nên ông vua Herod được Na Mã giao cho cái lãnh thổ này 5 vùng. Thứ nhất là vùng Galilee, vùng Samari, vùng Jude, vùng Bere và vùng Iture. Và đây chúng ta thấy đây là cảnh 7. Đây thì các vùng nó rõ ràng hơn. Đó thì chúng ta thấy là vùng này là Galilee, vùng này là Samari, vùng này là Jude, đối ngang Jude với lại Samari, đây là Bere, và ở đây nó là Iture, và còn chỗ này đó là Bekadon Donner, thì đây là vùng 10 thành. Thì xem trên bản đồ chúng ta thấy xứ Palestine trong thời Chúa Giêsu thì được chia làm nhiều vùng, trong đó có phía tây có 3 vùng Galilee, chúng ta thấy đây là phía tây này. Đây, phía bên này là phía tây, còn phía bên này là phía đông. Thì chúng ta thấy là cái cảnh này đến được cảnh 7 này thì xứ Palestine được chia đôi bởi dòng sông Giô-đanh chảy dài từ bắc xuống nam, là trên này là biển hồ Galilee và dưới này là biển chết. Thì phía tây chúng ta thấy có 3 vùng: vùng Galilee, vùng Samari và vùng Jude. Phía đông có Iture, có Bere và có Dodecaboner. Chúng ta thấy phía tây có Galilee, Samari, Jude. Phía đông có 3 vùng: Iture, Decaboni và vùng Decaboner là vùng không thuộc về người Do Thái, và vùng Bere. Đó, chúng ta thấy có 3 vùng. Chúng ta nhớ xứ Do Thái được chia đôi trong thời đó, phía tây và phía đông, thì mỗi xứ đều có 3 vùng. Và chúng ta thấy vua Herod đại đế, thì vua Herod đại đế ông được ban cho cái quyền cai trị 5 cái vùng lãnh thổ này, và người là vua xứ Palestine. Khi Chúa Giêsu Giáng sinh được gọi là vua Herod đại đế, ông không phải là người Na Mã, ông là người bản xứ được người Na Mã chỉ định để cai trị. Herod cũng giống như những người thu thuế có tình cảm với địch chế độ Na Mã vì lợi ích cá nhân. Ông đã giữ vai trò chính trị đó, cho nên ông chỉ là kẻ phản bội dân tộc như những người thu thuế. Nên vì ông là cái người mà người Na Mã được người Na Mã đặt lên, và lý do đó là được người Na Mã đặt lên là bởi vì ông đã thành công trong việc dẹp yên các cuộc nổi loạn và đàn áp được phong trào chống Na Mã ở tại vùng xứ Palestine. Vua Herod đại đế được khen thưởng và được người Na Mã ban cho ông quyền cai trị
cả năm vùng đất nằm trong vùng lãnh thổ xứ Palestine. Ngài Hê-rốt đại đế là gì? Là con cháu của Abraham. Còn nếu những người Nam Mã Do Thái là con cháu của Abraham, nhưng mà người Do Thái nhưng mà không thuần chủng. Tại sao? Tại vì có thể là bố của ông Hê-rốt đại đế là người Do Thái, nhưng mà mẹ của ông Hê-rốt đại đế thì lại là người ngoại. Chúng ta thấy rằng người Do Thái đã bị đi lưu đày trong thời kỳ Babylon trước Chúa Giê-xu là 600 năm. Và ở đó thì khi mà họ bị lưu đày thì cái xứ Palestine, cái xứ Do Thái đó, thì người Babylon lại đưa tất cả những cái người mà những cái người Babylon, những người Ba Tư sang để sống ở tại xứ Do Thái đó. Và khi mà tất cả những người trai tráng khỏe mạnh đi lưu đày rồi thì chỉ ở xứ Palestine chỉ còn lại, trong cái thời xứ Palestine trong thời Babylon chỉ còn lại những người già và người trẻ nhỏ, người yếu thôi. Thế cho nên á, những cái người ở xứ khác đến và họ lấy những cái người già yếu đó và sinh ra những cái đứa con. Và những đứa con đó thì một phần vẫn là dòng dõi của người dòng máu của Do Thái, là con cháu Abraham, nhưng mà không thuần chủng. Cho nên ông Hê-rốt đại đế ông thuộc diện như vậy, và ông không thuộc vào dòng vua David. Tại vì theo cái cách nhìn của người Do Thái á, là phải là Do Thái 100%, còn tất cả là ngoại lai. Và bị người Do Thái khinh ghét, nên Hê-rốt đại đế tìm mọi cách để mua chuộc lòng dân. Thí dụ như ông vua Hê-rốt đại đế, ông đã xây rất là nhiều cái gì, Hê-rốt đại đế đã xây cái đền thờ Jerusalem trong 46 năm, đền thờ cho người Do Thái ở Jerusalem trong 46 năm. Và vì ông cai trị cả cái xứ Palestine đó, cho nên khi mà cái chính trị, cái bối cảnh là các khu vực đó, thì khi mà cái vùng Juda là cái vùng thuần người Do Thái, và những người Do Thái bị lưu đày quay trở về lập lại quốc gia tại vùng Juda, sinh sống tại Juda, và sau lâu năm thì họ phát triển nhiều ra. Nhưng mà ở cái vùng Samari ấy, thì vẫn là người ngoại lai. Cho nên người Samari, ở Samari họ, người Do Thái không bao giờ giao thiệp với người Samari. Và ở tại đây á, thì người ông Hê-rốt đại đế ông cũng xây dựng cho những cái đền thờ ở Samari đó. Thì chúng ta thấy rằng ông Hê-rốt đại đế không chỉ xây đền thờ tại Jerusalem cho người Do Thái để thờ Đức Chúa Trời là chân thần, mà còn xây đền thờ cho người Samari. Ông lại còn xây nhiều đền thờ cho các thần ngoại bang, thần tượng của người Nam Mã. Người Do Thái cũng không vì vậy mà mắc lừa Hê-rốt. Họ biết rất rõ động cơ của lòng hào hiệp để xây cái đền thờ Jerusalem, mục đích là để làm chính trị của ông vua Hê-rốt đại đế thôi. Và bàn tay của ông Hê-rốt đại đế thì ông đã đấm máu rất là nhiều, đúng vào nhiều cuộc tàn sát nhân dân. Ông vua Hê-rốt đại đế, ngay cả người thân trong gia đình của ông, trong số đó có vợ và vài đứa con trai của ông, nạn nhân của ông bị bóp cổ, bị treo, bị thiêu, bị đâm, bị tra tấn. Vào thời đó có một câu nói truyền tụng như thế này: thà là một con heo còn hơn là con của vua Hê-rốt, con của Hê-rốt. Và Hê-rốt đại đế đã làm một việc kinh khủng trong thời của Chúa Giê-xu, trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 15, đó là ông giết tất cả những con trai từ 2 tuổi trổ xuống tại Bethlehem, tại vùng Bethlehem. Và khi mà ông vua Hê-rốt đại đế ông chết thì ông ấy chia cái vùng lãnh thổ ra cho ba đứa con trai của ông ấy. Và thứ nhất là Achenau. Achenau là con trai của Hê-rốt đại đế, vua chư hầu. Thì thứ nhất ông ấy, vua chư hầu thì cai trị Ganene và cai trị Bere. Thứ hai Achenau, Achenau thì cai trị Jude và cai trị vùng Samari. Rồi Philip thì cai trị vùng Iture. Và ba đứa con trai này của ông á thì không có kém cái phần gì gian ác. Cho nên á,
là ông vua Herod đại đế, gia đình của ông vua Herod đại đế là rất là bị người được bị người ta ghét đó. Cho nên chúng ta coi lại, có nghĩa là ông Herod đại đế thì ông ấy có ba cái đứa con trai, đây một đứa tên là Herod chư hầu. Vua Herod chư hầu này thì là người giết ra cờ, và ông vua Herod, ông Achenau, ông Achenau và ông gì, ông Philip. Rồi bây giờ chúng ta xem trên bản đồ để chúng ta thấy rằng, chúng ta tóm tắt lại như sau: Herod đại đế là cái người mà không phải là người La Mã, nhưng mà ông là người Do Thái, nhưng mà ông là người Do Thái không thuần chủng. Trong thời của La Mã, trong thời La Mã cai trị xứ Palestine, thì vì ông Herod có công đối với đại Việt dẹp yên những cái phong trào nổi lên để mà chống lại La Mã, cho nên hoàng đế La Mã mới cho ông cai trị cả năm cái vùng lãnh thổ Palestine. Thì ở đây nó có năm vùng lãnh thổ Palestine, thì chúng ta thấy thứ nhất nó là gì, nó là phía bắc thì có biển chết. Tức là xem lại bản đồ, chúng ta xem trên bản đồ đây, thì thứ nhất là ở phía bắc thì có biển hồ Galilee, và dưới phía nam gọi là biển chết. Từ phía bắc xuống phía nam thì là sông Giô-đanh chảy xuống, và phía tây là bên tay trái của bản đồ thì có ba vùng lãnh thổ. Thứ nhất là vùng Galilee, thứ hai là vùng Samari, thứ ba là vùng Bere, và phía đông vùng lãnh thổ thì có vùng Iture, vùng Decabone và vùng Bere. Thì trong cái thời của hoàng của vua Herod đại đế thì cái vùng Boca Dono này là cái vùng mà không thuộc về phạm vi của người Do Thái nữa. Cho nên ông vua Herod đại đế ông chỉ được cai trị thứ nhất là Galilee, Samare, Jude, Bere và Iture. Và khi mà ông vua Herod đại đế này thì ông đã làm những cái việc rất là tàn ác. Ông giết vợ, giết con, và nhiều cái đứa con của ông ấy bị chết dưới tay của ông ấy. Và trong thời của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu còn nhỏ thì khi Chúa Giêsu sinh ra thì ông Herod đại đế ông nghe được cái tin là ba cái nhà thông thái đến viếng thăm Chúa Giêsu, và sau đó thì ông ấy giết tất cả những con trai từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem, mục đích là để giết Chúa Giêsu, nhưng mà ông ấy không làm được điều đó. Và khi mà ông Herod đại đế ông chết thì ông để lại xứ cho ba cái đứa con trai của ông ấy. Thứ nhất là vùng Galilee, và vùng Bera này thì có một ông gọi là vua Herod chư hầu cai trị. Và ông vua Herod chư hầu này ấy, thì là cái ông mà bắt răng ở tù, tại vì lúc bấy giờ của ông răng ông làm phép bắt tem ở cái chỗ Bera và vùng Judea này. Và chính ông vua Herod chư hầu này thì ông cũng là cái người mà giết ra cơ là sứ đồ của Chúa Giêsu. Và sau này thì ông bị trùng đục và mà chết vì Chúa đánh ông. Rồi cái thứ hai đó, chúng ta thấy vùng Iture này. Iture là vùng của con trai Philip, là con thứ ba của ông vua Herod đại đế. Thì Philip này là người hiền, rất là hiền, đến mức mà cái thằng vua Herod chư hầu này thì lấy vợ của Philip là vợ của em trai mình, và bị ngăn cản bởi ông Giăng Báp-tít. Và sau này ông Giăng Báp-tít vì cái cớ đó nên là ông bị tù và ông bị chặt đầu. Còn cái vùng Samari và vùng Giu-đê này thì bị được cai trị bởi con của Herod đại đế, đó là Achenau. Và khi ông Achenau này thì rất là tàn ác, còn tàn ác hơn cả ông vua Herod đại đế. Cho nên khi mà Chúa kêu gọi ông Joseph và Mary mang Chúa Giêsu trở về thì họ
định về Bethlehem họ sống. Vì Bethlehem là quê hương dòng dõi của vua David, nhưng mà vì ông Bua-hê, ông Achenau, ông rất là giàn ác, cho nên họ đưa Joseph và Mary đưa Chúa Giêsu về Nazareth, và ở đây Chúa Giêsu lớn lên và Ngài được kể gọi là Nazareth, là người Nazareth. Và ở đây thì chúng ta thấy ông Bua-hê đại đế, ông và đồng đội của ông cũng là người Do Thái nhưng mà không thuần chủng, là nai tạp, và là cái người mà không phải là thuộc dòng họ của vua David. Cho nên ông rất là ghét Chúa Giêsu. Và ông vua hết đại đế, thì ông cũng xây dựng nhiều cái cung điện ở mọi nơi để mục đích là để làm chính trị, để cho yên dân. Thí dụ như ông vua Herod đại đế, ông xây cái đền thờ ở thành Jerusalem, thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà vùng Samaria này ông cũng xây cái đền thờ cho người Samaria, tại vì trong cái bối cảnh á, là khi mà người Na-ma quay trở về thì những người Samari này tại nơi đây là những người có người ngoại lấy người Do Thái, và người Do Thái thì rất ghét cái chuyện là lấy người ngoại, gọi là tạp mai. Thì ông vua Herod đại đế ông cũng xây đền thờ tại Samari, đồng thời ông xây đền thờ cho các thần của Na-ma khác, cho nên người Do Thái họ rất là ghét ông Herod đại đế. Đây là gia đình của ông Herod đại đế. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúa, chúng con biết ơn Ngài vì Ngài đã giúp đỡ chúng con học xong bài 21. Xin Ngài chúc phước ban ơn cho anh chị em của chúng con, để đời sống của anh chị em chúng con hiểu biết thêm, hiểu biết rõ về bối cảnh chính trị văn hóa trong thời của Chúa Giêsu còn sống trên đất, để hiểu về Ngài và theo Chúa tốt hơn. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mến chào anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài 22.